Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 8 ở hẻm một sạc đường cây cám, ấp 2 Vĩnh Lộc B Bình Chánh. Thì căn nhà này là căn góc hai mặt tiền. Hẻm trước nhà là hẻm 4m, hướng nhà là hướng tây ha. Nhà này chủ mới sửa lại nha quý anh chị. Thì trông khá là đẹp. Thì diện tích thực tế căn nhà này là ngang của tầm 3m8, dài 4m. Thì căn nhà này hơi hậu nha. Tại vì nó là căn góc thì có cái cục điện sát bên đó quý anh chị, nên nó bị trừ hao vô một xíu. Nhà này quý anh chị mua về chỉ cần vô ở thôi, chứ không cần sửa sang gì lại nữa. Đây là nhà đổ suốt, ở trên có một phòng ngủ ha. Nhà này đã có số nhà quyện luôn nha quý anh chị. Sau này quý anh chị chỉ cần về, chỉ cần làm sổ hồng nữa là xong thôi. Thì căn này vị trí của nó cũng khá là đẹp. Hẻm thì hẻm ô tô luôn. Quý anh chị nãy đầu clip em có quay á, quý anh chị thấy chiếc ô tô để bên hông không? Đường còn khá là rộng ha. Ở chỗ này là chỗ để nước máy nè quý anh chị. Đây là nước sạch nha. Vị trí khu này quý anh chị an tâm rồi. Đường thì khá là, nó rất là cao rồi. Nó cao bằng đường cây cám bên ngoài rồi, nên mình không sợ là bị ngập nước. Nhà này bên dưới thì chủ không ngăn phòng. Thì quý anh chị mua về mà mình có nhu cầu thì mình có thể ngăn phòng bên dưới ha. Thì nhà này chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ 330 triệu nha quý anh chị. Thì giá khá là rẻ so với khu vực đường cây cám này. Những căn nhà diện tích 38 thì người ta đã bán với giá là 1 tỷ 3 tỷ 4 rồi. Nhà này thứ nhất là chủ đang có việc cần tiền nha quý anh chị, nên bán. Tại vì chủ này có sở thích rất là lạ, là mua nhà là toàn mua căn góc không nha. Căn góc và những căn nhà nở hậu thôi. Thì căn này cũng không ngoại lệ ha, vừa căn góc mà vừa nở hậu luôn. Thì em sẽ mời quý anh chị lên phía bên trên lầu. Ở trên này là chủ chưa có thay gạch dưới sàn quý anh chị, nên vẫn còn gạch cũ ha. Nhà vệ sinh thì ở trên nó làm kính trong suốt để cho nhà vệ sinh nó luôn sáng sủa này, nhưng mà không có thấm nước, không có mưa vô đâu nha quý anh chị. Quý anh chị mình là an tâm. Đây là cái khoảng nhỏ ở trên này thì quý anh chị có thể làm phòng ngủ nha. Cái này thì có thể ngăn thành một phòng ngủ nữa. Thì căn này được 2 phòng ngủ. Bên hông thì chủ có trổ những cánh cửa bên dưới và cái cửa sổ bên trên đó để cho thu sáng tốt hơn. Đa số là những căn nhà căn góc thì người ta đều làm vậy nha quý anh chị. Đây là phía căn phòng bên ngoài. Thì bên ngoài này căn phòng này rộng hơn. Sau này quý anh chị có điều kiện mình có thể mở luôn cái ban công bên ngoài nha. Thì lúc đó thì nhà nó sẽ rất là thoáng. Dạ, tụi em cũng xin nhắc lại, thì nhà này có diện tích là thực tế là ngang 3m8, dài 4m, nhà nở hậu nha quý anh chị. Thì bên trên nó đổ suốt, có một phòng ngủ. Và có một phòng nữa là mình có thể để làm phòng thờ hoặc là ngăn thành một phòng ngủ nữa nha. Có hai nhà vệ sinh. Giá của nó là chỉ có 1 tỷ 330 thôi nha quý anh chị. Nhà này đã có số nhà quyện luôn rồi. Hướng nhà là hướng tây. Dạ, em cũng xin kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Kênh của em có nhận ký gửi nhà đất. Quý anh chị nào có nhu cầu cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em ở trên màn hình ha. Dạ, xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.